ơi, đội nào là đội về nhì mà kém thi sĩ có vài phiếu vậy anh? À, vậy hả? Em ơi, em còn tỉnh táo không Trung? Đúng rồi anh. Em làm sao chứ? Hết cò nè, em nghĩ không có ai địch lại tụi em rồi Trung ơi, nhưng mà kết quả không dưới em phải bịt miệng lại nha. Của em thì nãy giờ nó chỉ có Drama is my life, Drama is my life. Bây giờ ngay cả cái nhạc hiệu của chương trình mà cũng chỉ có hit drama thôi. Đây là một cái bài nhạc mà nó mang tính replay rất cao. Performance của bốn anh trai phải gọi là cực kỳ xuất sắc. Em nghĩ là xuất sắc nhất trong bốn đội những đồng đội bên lần trước ạ. Đây là một cái bài nhạc mà nó mang tính replay rất cao. Performance của bốn anh trai phải gọi là cực kỳ xuất sắc. Em nghĩ là xuất sắc nhất trong bốn đội. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. Không biết là anh trai Phạm Đình Thái Ngân có đồng ý với ý kiến của những người vừa rồi không ạ? Kể lên em ơi. Thật sự thì em cũng không biết là mọi người đang nói về vấn đề gì, nhưng trong đầu của em thì nãy giờ nó chỉ có Drama is my life, Drama is my life, Drama is my life. Và nó dính em từ tuần trước tới tuần này. Trong đầu của tụi em bây giờ ngay cả cái nhạc hiệu của chương trình mà cũng chỉ có hit drama thôi. Giống như là 2, 3 hit drama, hit drama, hit drama, hit drama. Yêu em ơi nhạc hello nè. Xin hỏi Dương Domic là em thấy thế nào về đồng đội của mình? Hình như là mình hơi khiêm tốn thì phải. Thì em thấy team của anh em Negip, Công Dương, Quang Hùng Master D và anh Nicky là cực kỳ tuyệt vời. Các anh nhóm khác ấy, là các anh luôn nói là đến đây để lấy top 1. Đối với bọn em thì bọn em cũng lấy top 1, nhưng bọn em lấy top 1 trong lòng người khán giả. Đây là chiêu bài thao túng tâm lý ha. Nhưng mà để cho chương trình được kịch tính hơn, Trấn Thành ngay bây giờ sẽ công bố cho các bạn biết team nào hàng nhất tuần qua. Và tôi báo cho các bạn biết cái điều này mới chấn động. Số phiếu của đội hạng nhì không cách hạng nhất là bao? Có nghĩa là đội hạng nhì nếu như những thành viên còn lại mà làm tốt thì vẫn có thể vượt lên dẫn đầu. Anh nhìn bên tụi em là có ý gì anh? À không, xin lỗi em ơi, em làm sao vậy? Tổng đa nghi như vậy không tốt vì sao à? Anh vẫn nhìn tụi em. Hả? Thôi được rồi anh. Anh làm cho em bắt nhìn em á, này kia bên là chính nó bị thu hút sao á. Thôi nhìn nó giàu anh, nhìn hơi giàu, nhìn cái sự giàu có nó toát ra vậy đó. Ok. Anh ơi, đội nào là đội về nhì mà kém thi sĩ có vài phiếu vậy anh? À vậy hả? Em ơi, em còn tỉnh táo không Trung? Đúng rồi anh. Em làm sao chứ? Hết cò nè, em nghĩ không có ai địch lại tụi em rồi Trung ơi, nhưng mà kết quả không dưới em phải bịt miệng lại nha. Thế nhưng nè, đội 3 và đội 4 so với đội 1 và đội 2 có một khoảng cách nhẹ nha. Và tôi xin được công bố đội nhận được nhiều bình chọn nhất từ 400 khán giả của tuần qua là Đội. Tôi đề nghị các bạn quay lưng lại. Anh ơi, anh là ôm tụi em anh ơi. Chúng ơi em cứ ôm đồng đội đi em, ôm Tú đi. Nam mô. Rung quá đi. Đâu mình quay lại được. Xin lỗi tụi em. Em tới ôm anh được không anh Thành? Anh ơi, anh Thành ơi, là anh ôm em. Yeah! Tại sao người ta lại đi cái tông xám thì một mình em lại trên một táo dài 80 thước vậy Kiều? Tại em thấy nếu như mà em mặc cái vest không ở trong thì đơn giản quá nên là em muốn tà độ thêm trên đẹp vậy thôi chứ. Nhưng mà sao ta xám mình đi xanh dương? Đây xanh dương đây ạ. Hay binh vực nhau quá đi. Dương Domic, hôm nay tinh thần của bạn thế nào? Khi mà em bước lên đấy em chỉ có một điều thôi ạ. Bọn em đã chuẩn bị bài hát này, bọn em đã dành thời gian cho nó để hoàn thiện nó. Và ngày hôm nay bọn em đang rất sẵn sàng để thực hiện bài hát này và thể hiện bài hát này gửi tất cả mọi người ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và hãy đến với ca khúc Hào Quang. Hào Quang. Oh my god. Rất là touching, một tràng vỗ tay cho Dương Domic, Rider và Pháp Kiều. Wow. Rider cũng đang rất xúc động. Em chia sẻ một chút cảm xúc của em ngay lúc này. Thực sự thì đây là một bài hát mà thật sự em đã rất là tâm huyết. Ngay từ đầu khi mà được chọn cái demo bài hát này thì cũng có rất là nhiều người bảo bài hát này nguy hiểm, nhưng mà em đã quyết định là sẽ chọn bài hát này để làm mới nó lại. Không, cái bài hát này nguy hiểm thật ấy, nguy hiểm cho những đội còn lại. Muốn bật mí hơn nữa là bài ca khúc này từ một câu chuyện có thật, đấy là từ em ạ. Hôm nay anh thấy là Dương Domic hát cũng rất cảm xúc luôn, dày xéo rồi lên cao trào. Anh thấy em chắc có câu chuyện gì đó tương tự không? Cũng như vừa Rider vừa chia sẻ thì bọn em khi mà từ ngày bọn em nhận demo này, cả nhóm bọn em cũng khá là stress. Anh em cùng nhau cố gắng sửa vì không biết là mình cần làm gì để phát triển nó. Bọn em cố gắng làm nó tốt nhất để gửi đến tất cả mọi người, đó là điều chắc chắn ạ. Hôm nay thấy sao? Có thấy hãnh diện về bản thân không? Em mong muốn từ trước khi em tham gia chương trình là em sẽ hát kiểu sẽ lắng động và cảm xúc. Tại vì trước giờ thì mọi người cũng thấy em là kiểu rap, sôi động. Thì cái này thì mọi người chắc là chưa thấy nên là em rất là muốn thể hiện ở cái dòng này. Anh muốn biết là khi em nhìn vào cô gái dancer em rờ mặt cổ em rất là sâu, lúc đó em nghĩ cái gì? Anh ơi! Em phải làm cái vai trò của mình ở trong cái bài này tốt nhất có thể. Nếu như còn cảm xúc ngay trong trái tim các bạn, hãy biến nó thành hành động bằng cách bình chọn ngay bây giờ. Bình chọn cho 3 người luôn. Hãy bình chọn cho Pháp Kiều, bởi vì hôm nay Pháp Kiều đã hát nhiều. Ồ, tới em hả? Mọi người hãy bình chọn cho Dương Domic để Dương Domic tiếp tục được đeo mic. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người hãy bình chọn cho ba anh em mình và bài hát này sẽ viral nếu như mọi người bình chọn cho lại là DJ Hà không? Của Phúc muốn bây giờ thì nếu như vậy nó sẽ không hiểu cái câu chuyện là gì hết. Em cũng đâu hiểu ở đâu. Nó đang khó hiểu thì mình cố làm cho nó hiểu, chứ bây giờ em kêu là lỡ rồi em không cho nó hiểu luôn là đâu được. Bản thân mình á, mình tin những cái điều mình đang đóng góp nó là tốt nhất cho tiết mục. Tất nhiên sau những cái lời như vậy á thì mình vẫn cứ ôm đầu, thậm chí gọi về cho ba mẹ luôn, chỉ để nói là con mệt quá. Nhiều lúc mình cảm thấy là mình mệt, mình không muốn là đội trưởng luôn á. Có những cái khoảng thời gian mà team mình sẽ không đưa ra được tiếng nói chung. Mỗi người một ý, mỗi người một idea, mỗi người một hướng phát triển. Chỉ là cái cách họ đối mặt với việc đó và cái cách họ xử lý việc đó như thế nào. Với em nhá, anh đứng ở bất cứ ở đâu mình cũng sẽ khó hiểu. Tại vì mỗi người sẽ hiểu theo một câu chuyện khác nhau. Thế nên là mình sẽ làm sao mà để cho cái miếng xem là cái sân khấu đẹp nhất và nó sạch nhất. Thì theo em, Tết ở trên kia một mình và ba người này là một tụm. Tất cả mọi người đều cố gắng đưa ra một option tốt nhất. Mặc dù là rất là muộn rồi, nhưng mà tất cả anh em vẫn đồng lòng cùng nhau ở lại. Phúc thà làm việc với một đội nhóm có sự tranh cãi, có sự tranh luận. Quan trọng là khi tranh luận xong, chúng ta tìm được tiếng nói chung. Tranh cãi để cho mọi thứ đi lên. Mình chỉ có 2 tuần để làm một đội trưởng. Anh luôn không muốn mình hối hận vì mình đã không cố gắng hết sức cho bất kỳ một tiết mục nào đó. I love you. Em rất là yêu anh Song Luân, rất là biết ơn anh Song Luân. Tại vì anh Song Luân là một đội trưởng mà rất nhiệt tình, rất mẫu mực. Anh theo sát cả 2 đội. Bên Song Luân vui như xuân. Cảm ơn anh chị, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh chị. Top 1 rồi tiến sĩ ơi. Giới thiệu với mọi người, đây là bài top 1 đầu tiên của nhóm em. Da gà đấy, em nổi da gà. Cho anh biết là tụi em đã làm việc với nhau như thế nào để mà tạo ra tác phẩm này. Anh thấy là mọi người phân chia cho nhau rất là hợp lý. Mỗi người đều có một cái khoảng đủ lâu để mà mình tỏa sáng với giọng hát của mình thì phải. Em nghĩ là đây là cách mà chúng ta làm việc nhóm với nhau. Thì mỗi người nêu idea của riêng mình ra và cả nhóm sẽ cùng bàn luận xem là idea đấy có hay hay không. Và chúng ta sẽ cùng phát triển nó và tạo thành một bài hát hoàn chỉnh như bây giờ. Với cái tiết mục lần này thì chắc là cả team mình sẽ phải shout out cho Đức Phúc. Tại vì là bạn ấy là một cái người mà đã có công rất là lớn trong tiết mục thị sĩ lần này. Cảm ơn anh Đức Phúc rất nhiều ạ. Anh Đức Phúc rất là tâm huyết với cả màn trình diễn lần này. Với Đức Phúc là một người anh rất là tình cảm và bạn là một cái người mà thích được chăm sóc cho người khác. Bạn luôn luôn cố gắng dành những cái điều tốt nhất cho mọi người. Thực sự là Eric cũng rất là xúc động và Eric rất là hiểu về cái áp lực của Đức Phúc với cái tiết mục này. Và rất là thương người anh của mình nên là không có gì phải lo cả, bọn em rất là tự hào về anh. Cố lên. Kachima. Đúng là khi mà làm việc nhóm thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự tranh luận khác nhau, nhưng mà em cũng rất là cảm ơn tất cả các anh em trong đội của mình, rất là respect với những cái idea mà mình đã đưa ra. Khi mà em nhận được đề bài của chương trình là hôm nay chúng ta sẽ ở trong một cái set dựng cảnh rất là hiện đại, vì lý do đấy em nghĩ là một cái idea là chúng ta sẽ xuyên không, đó cũng chính là cái ý tưởng mà bọn em đã xây dựng nên. Đây là ý tưởng là những vị thần cảm xúc trong cùng một cơ thể, thì đây là đại diện cho hạnh phúc, đây là cho nỗi buồn, cho tức giận và hoài niệm. Mọi cảm xúc đi xuyên không để gặp nhau tại một thời điểm, để cuối cùng mới lòi ra cái cô gái giống cái cô gái trên cái xe nước mía em à, anh nói thiệt. Tôi nghĩ là sau bài nàng thơ chắc bài thi sĩ này hit cỡ đó, đúng không các bạn hả? Cái gì mà thơ thơ tôi nghe nó rất là hấp dẫn và đầy cảm xúc luôn. Hôm nay nghe giọng hát của Phạm Duy quá xuất sắc. Cũng xin chia sẻ một chút, vòng trước thì em khóc rồi, vòng này em kìm nén lại, vì em biết rằng là trong team của em 4 người 4 cá tính khác nhau thì có rất nhiều cái tranh luận. Công nhận là Đức Phúc là một người rất là thông minh và rất là giỏi, rất là nể phục Đức Phúc. Thì trong bài này thì em cũng có viết một đoạn là bridge để đẩy cho bài hát này đi lên, và cuối cùng là ba anh em hòa giọng là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Như Đức Phúc đã chia sẻ rồi là người ta đã coi rất là nhiều chương trình ủ mưu suốt thời gian vừa qua, hôm nay là dùng toàn bộ kiến thức để xài cho một chương trình này thôi. Cho anh hỏi là trong bài này nó có cái tính vật tình yêu là chiếc khăn tay, thì nó có cái ý nghĩa gì trong bài hát này không? Nếu như mọi người có xem thì thực ra là bọn em cũng có chuẩn bị một cái clip intro để giới thiệu rằng là cả 4 bọn em là đại diện cho 4 cái cảm xúc khác nhau trong một con người, và mỗi bọn em đều vương vấn một chiếc khăn tay của cô gái đó. Trong một thế giới nào đó, cô gái để lại chiếc khăn cho cả 4 vị thần. Dạ, đúng rồi. Em có bám theo vào cái điệp khúc của cái ca khúc lần này là chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ. Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ, dù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra. Bọn em mới nghĩ rằng là nếu mà khi mà nhắc đến thoáng qua và nhắc đến một cái vật nào đó nhìn nó rất là thơ thì nó chỉ có cái khăn tay và nó có mùi. Đúng không? Phải có mùi hương chứ. Đúng rồi, phải có mùi chứ. Đúng rồi, vừa vương vấn mùi hương, vừa rất là nhẹ để có thể bay bổng, và nó rất là đúng với tâm lý của một chàng thi sĩ. Nhưng mà hình ảnh Đức Phúc liên tưởng rất là hay, là chỉ có khăn tay mới bay qua thì nó mới thoáng qua thôi, không thể là một chiếc tóc hay là đúng không? Làm sao là một cặp mắt kính được, đúng không? Đây chỉ có thể là một chiếc khăn tay. Ý tưởng rất là hay. Ok. Cả team bọn em rất là muốn rằng là sẽ gửi lời cảm ơn đến team của anh Just City và Tiến Trọng Nguyễn cũng như là Đoàn Minh Vũ vì một bản phối rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chắc chắn rằng là để dựng nên một cái set công phu như thế này thì cũng rất là cảm ơn ekip của chương trình mình và bức tranh của anh Phạm Hồng Minh đã giúp cho đội của Đức Phúc, Eric, anh Duy và cũng nhà Tej để có một cái phần trình diễn rất là hoàn hảo. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho tất cả 4 anh em để chúng ta có thể gặp nhau ở vòng sau nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Team anh Song Luân là một team vô cùng là hoàn hảo, bù trừ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Người này thiếu cái này, người kia bù cho người đó. Nếu mà được thì Phúc sẽ debut nhóm này với 8 thành viên. Mặc dù chỉ mới có 2 tuần được làm việc với nhau nhưng mà Eric rất là quý những người anh trong nhóm. Mình đã có những cái buổi đi ăn và có những cái buổi ngồi đến 3-4 giờ sáng để mà nói chuyện với nhau và chia sẻ về cuộc sống. Eric cũng là một người khá là hướng nội và cũng ít khi đi ra ngoài giao du. Tham gia cuộc thi này thì mình lại được kết bạn thêm rất là nhiều những người anh em. Nếu như mà không may mắn mà ở vòng này mà bọn mình phải chia tay một ai thì chắc chắn là bọn mình cũng sẽ rất là buồn. Chúng tôi có mã số bình chọn như sau: 01 Tej, 02 Đức Phúc, 03 Phạm Anh Duy và 04 Eric. Mời các bạn bình chọn. 1, 2, 3, 4 nhé. Vâng, và thời gian bình chọn đã hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho team của Đức Phúc, Eric, Phạm Anh Duy và Tej. VieOn phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.